Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin FLC Trịnh Văn Quyết bị đòi nợ, đòi nhà. Vào ngày 12 tháng 5, hàng trăm nhà đầu tư tại dự án FLC Hạ Long đã tập trung tại trụ sở của FLC tại Cầu Giấy, Hà Nội để yêu cầu tập đoàn này thanh toán lợi nhuận theo đúng hợp đồng đã ký kết trước đó với họ. Theo phản ánh, trong gần một năm qua, hàng trăm nhà đầu tư tại dự án FLC Hạ Long vô cùng bức xúc trước việc tập đoàn FLC đã chây ì trì hoãn việc thanh toán lợi nhuận theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đây là hình ảnh các nhà đầu tư đang vây lại trụ sở của FLC vào ngày 12 tháng 5. Dự án FLC Hạ Long là tổ hợp khách sạn và biệt thự được khởi công xây dựng vào năm 2016 và đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018. Riêng tòa nhà khách sạn 5 sao với hơn 600 căn hộ do nhà đầu tư góp vốn. Lúc nhận bàn giao, nhà cũng là lúc hai bên ký hợp đồng thỏa thuận theo hình thức condo thuê. Theo đó, FLC sẽ thuê lại tất cả các căn hộ của nhà đầu tư góp vốn để kinh doanh. Theo hợp đồng này, FLC cam kết hàng năm sẽ trả lợi nhuận 12% trên tổng số vốn đầu tư cho nhà đầu tư. Tập đoàn này cũng cam kết mỗi năm sẽ trả lợi nhuận làm 2 đợt vào đúng ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12. Cũng theo yêu cầu và điều khoản trong hợp đồng này, nếu FLC chậm trả thanh toán ngày nào thì phải trả mức 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Mặc dù hợp đồng đã ký kết như vậy, nhưng các nhà đầu tư lại cho rằng trên thực tế, việc thanh toán lợi nhuận kỳ 1, tức là 6 tháng đầu năm 2019, đã bị FLC Hạ Long chây ì trì hoãn nhiều tháng. Cụ thể, cho đến tháng 8 năm 2019, FLC Hạ Long vẫn chưa thanh toán lợi nhuận. Từ giữa tháng 9, FLC Hạ Long có thanh toán nhưng rất nhỏ giọt. Theo các nhà đầu tư, việc trả lợi nhuận đợt 1 về nguyên tắc phải làm đúng vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, nhưng mãi đến tháng 12 mới xong và họ phớt lờ thanh toán khoản 150% lãi suất ngân hàng do thanh toán chậm. Đến đợt 2, về nguyên tắc phải trả vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, xong cho đến tận bây giờ, FLC vẫn chưa thực hiện việc thanh toán lợi nhuận này cho những nhà đầu tư. Đáng nói là đã chậm thực hiện thanh toán lợi nhuận, nhưng phía FLC lại không tiến hành xin lỗi, thông báo hay đàm phán với các nhà đầu tư. Cực chẳng đã, hàng trăm nhà đầu tư đã phải tập trung tại trụ sở của FLC, căng băng rôn đòi tập đoàn đàm phán và thanh toán lợi nhuận. Đây là hình ảnh chụp điều khoản trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong hợp đồng mà FLC đã ký với các nhà đầu tư. Theo tìm hiểu của báo Việt Nam Financial Times liên quan đến dự án FLC Hạ Long vào tháng 2 năm 2020, FLC đã phát đi thông báo về việc tạm dừng chi trả lợi nhuận theo nội dung đã cam kết trước đó do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, công ty này đã quyết định tạm dừng chi trả lợi nhuận cam kết cho khách hàng ở một số dự án nghỉ dưỡng, bao gồm The Quasta Hill Quy Nhơn, Condo Thê Quảng Bình, Condo Thê Hạ Long từ đầu năm. Và doanh nghiệp này cho biết sẽ thông báo về thời hạn trả lợi nhuận cụ thể ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố hết dịch khi các cơ sở kinh doanh của FLC trở lại hoạt động bình thường. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư cho rằng việc FLC lấy lý do ảnh hưởng của dịch bệnh để chậm thanh toán lợi nhuận đợt 2 cho năm 2019 là không thuyết phục, bởi việc kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2019 của tập đoàn này hoàn toàn chưa bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, thậm chí còn làm ăn rất tốt. FLC đã lấy lý do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ảnh hưởng tới nguồn thu nên chưa thể thanh toán lợi nhuận cho chúng tôi. Tuy nhiên, tập đoàn này lại có tiền để vừa khởi công xây dựng tòa tháp cao tới 72 tầng tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư lên tới 3.472 tỷ đồng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Một nhà đầu tư nói tại dự án FLC Hạ Long đã chia sẻ như vậy với báo chí. Được biết, giá bán căn hộ tại FLC Hạ Long từ 52,3 triệu đồng cho đến 60 triệu đồng một mét vuông, tức là cao hơn nhiều so với giá bán chung cư cao cấp ở Hà Nội. Đây không phải là lần đầu tiên FLC bị vây trong giai đoạn cả nước đang chiến đấu chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào sáng ngày 18 tháng 4, hàng chục khách hàng mua căn hộ tại dự án FLC Zito Quy Nhơn đã vây quanh khu vực dự án thuộc phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn, Bình Định và căng băng rôn đòi căn hộ vì cho rằng nhà đầu tư chậm bàn giao nhà hơn một năm. Đây là hình ảnh khách hàng mua căn hộ tại dự án FLC Zito Quy Nhơn, căng băng rôn đòi chủ đầu tư bàn giao căn hộ vào sáng ngày 18 tháng 4. Anh THN, một khách hàng mua căn hộ tại dự án FLC Zito Quy Nhơn cho biết,
ngày 5 tháng 10 năm 2017, anh ký hợp đồng với đại diện bên bán là ông Nguyễn Thiện Phú, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng FEC, mua một căn hộ dự án FEC Zito Quy Nhơn có diện tích 45,4m² với giá 1 tỷ 430 triệu đồng. Theo anh N, hợp đồng ghi rõ như sau, bên bán dự kiến bàn giao căn hộ cho bên mua vào quý 4 năm 2018. Các bên thống nhất thời gian bàn giao căn hộ có thể được gia hạn tối đa 2 lần nhưng mỗi lần không được chậm quá 45 ngày kể từ ngày cuối cùng của thời điểm dự kiến bàn giao. Đến hết quý 4 năm 2018, cộng thêm cả 2 lần gia hạn tối đa là 45 ngày theo hợp đồng đã ký kết, FEC Pharos đã chậm hơn 1 năm. Điều khiến chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên là dự án FEC Zito Quy Nhơn vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở. Anh N đã bức xúc như vậy. Được biết dự án FEC Zito ở Quy Nhơn, tức là khách sạn 5 sao và công trình phức hợp nhà ở dạng căn hộ khách sạn kết hợp thương mại dịch vụ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao đất cho thuê đất cho công ty FEC Pharos vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Khu đất có diện tích 17.426,4m², thuộc khu quy hoạch Trung đoàn Vận tải 655, phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn. Thời hạn thuê là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán dường như đã đẩy tập đoàn FEC vào sự khó khăn bất ngờ. Và mới đây, hãng hàng không thuộc tập đoàn FEC là Bamboo Airways bị truyền thông đưa tin là nợ như chúa chồng. Đây là hình ảnh máy bay Airbus A321 của Bamboo Airways tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Vào ngày 7 tháng 5, báo chí phản ánh về việc thời gian qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, viết tắt là ACV, Tổng công ty quản lý máy bay là VATM và Công ty cổ phần mặt đất Sài Gòn SAKS và Công ty cổ phần mặt đất Hà Nội là HGS đã gửi nhiều văn bản thúc giục nợ Công ty cổ phần hàng không Che Việt, tức là Bamboo Airways trong tháng 2, tháng 3 và đầu tháng 4. Các chủ nợ cũng đồng thời gửi báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải về tình hình công nợ vào năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 mà hãng hàng không tư nhân này chưa chịu thanh toán. Cụ thể, AVC đã có văn bản gửi Bộ Giao thông và Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về việc Bamboo Airways chậm thanh toán tiền dịch vụ và đang nợ 205 tỷ đồng. Cũng theo AVC, việc thực hiện hợp đồng về điều khoản thanh toán, hãng Bamboo Airways thường xuyên không đúng thời hạn thanh toán và không đảm bảo mức bảo lãnh thanh toán thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết. Hãng hàng không của tỷ phú Trịnh Văn Quyết thường xuyên chậm thanh toán trung bình khoảng 42 ngày so với thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng đã ký kết. Tính đến hết ngày 18 tháng 3, Bamboo Airways đang nợ AVC hơn 205 tỷ đồng. Trong số đó, tổng số nợ quá hạn là 178,7 tỷ đồng, bao gồm 107,3 tỷ đồng tiền phí dịch vụ phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh hành khách, hành lý mà Bamboo Airways đã thu hộ AVC. Số tiền còn lại là 71,3 tỷ đồng tiền dịch vụ phục vụ mặt đất, phục vụ cảng do AVC trực tiếp cung cấp cho Bamboo Airways. Bên cạnh các khoản tiền trên, Bamboo Airways còn 25,7 tỷ đồng nợ chưa tới hạn trả và 4,5 tỷ đồng tiền lãi quá hạn theo hợp đồng giữa hai bên. Sự việc căng thẳng đến mức khiến chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết đã phải lên Facebook cá nhân để trần tình với mọi người. Đây là hình ảnh chụp tâm thư của chủ tịch Trịnh Văn Quyết trên trang Facebook cá nhân. Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết đã phản bác thông tin mà báo giới phản ánh gây xôn xao cho dư luận trong ngày 7 tháng 5. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết cho biết cũng như nhiều doanh nghiệp khác ở tại Việt Nam, FEC trong lịch sử hoạt động đã không ít lần bị tấn công bởi các thông tin bẩn trên các trang báo chí và mạng xã hội. Mới đây nhất là tin đồn bịa đặt Bamboo Airways bán 49% cổ phần cho Trung Quốc lan tràn nhiều nơi trên Facebook. Hoặc như bản tin tôi đọc được hôm nay trên báo về việc Bamboo Airways hiện vẫn chây ì, chúa chồm, chưa chịu thanh toán nợ cho AVC. Ông Quyết viết trên trang cá nhân của mình như vậy. Về vấn đề này, ông Quyết khẳng định đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã thanh toán toàn bộ công nợ cho hợp đồng năm 2019, bao gồm cả các khoản phí thu hộ là phí phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh với AVC. Đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2000, ông Quyết cho biết Bamboo Airways đã đạt được thỏa thuận với ACV để làm cơ sở cho việc thanh toán công nợ trong giai đoạn đầu năm 2020, bất chấp bối cảnh chung của các hãng hàng không từ đầu năm nay vẫn đang rất khó khăn do đại dịch.
Chủ tịch Bamboo LA cũng cho biết thêm, trong các báo cáo tài chính vào tháng quý 1 năm 2020, thì ACV thì khoản thu phải tính đến tháng 3 năm 2020 của ACV đối với Bamboo LA là nhỏ nhất trong top 3 hãng hàng không lớn nhất Việt Nam. Con số nợ của ACV của cả hai hãng lớn còn lại đều gần gấp 3 lần hãng hàng không của ông. Bản thân ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng FEC Pharos, trong vòng chưa đầy một tháng sau khi từ chức chủ tịch hội đồng quản trị đã lên tiếng 2 lần thoái vốn tại Rose. Lần đầu tiên ông bán 53,8 triệu cổ phiếu nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Giao dịch được thực hiện vào ngày 10 tháng 4, tức là 3 ngày sau khi ông rời ghế lãnh đạo, nên không phải báo cáo trước host. Lần thứ hai, ông bán 5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 40,95%. Giao dịch được thực hiện ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong báo cáo mới nhất, bản thân ông cũng đã bán toàn bộ 1,8 triệu cổ phiếu này. Tại phiên họp thường niên đầu tháng 5, nhiều cổ đông chất vấn lãnh đạo của FEC Pharos về quyết định từ chức và thoái vốn của ông Quyết. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp này cho rằng đây là các quyết định cá nhân theo yêu cầu, nhu cầu tài chính nên không thể can thiệp. Việc từ chức có thể vì cần tập trung thời gian cho hai công ty khác là tập đoàn FEC và Bamboo LA. Sau khi ông Quyết rời công ty, cổ phiếu Rose giảm mạnh từ vùng 4.100 đồng xuống còn có 3.500 đồng. Được biết, tập đoàn FEC của ông Trịnh Văn Quyết những năm gần đây đã dính nhiều bê bối. Phiên tòa vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội về vụ kiện giữa công ty cổ phần tập đoàn FEC, tức là tập đoàn FEC, và báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên quan đến bài viết doanh nghiệp tố FEC chây ỉ nợ hàng trăm tỷ đồng đã được đông đảo dư luận quan tâm vào hôm nay, 15 tháng 5, vừa mới diễn ra phiên xử phúc thẩm. Đây là hình ảnh toàn cảnh phiên tòa tập đoàn FEC khởi kiện báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Đáng chú ý là trong báo cáo tài chính vào năm 2016 và 2017 của tập đoàn FEC đã thể hiện rõ nợ tập đoàn Hòa Bình 213 tỷ đồng. Trong thư xác nhận nợ mà tập đoàn FEC đề nghị tập đoàn Hòa Bình xác nhận vào ngày 8 tháng 2 năm 2018 cũng ghi rõ số nợ là 213 tỷ đồng. Để phục vụ công tác kiểm toán theo quy định của pháp luật, và đó quyết không thể là hành vi gian dối. Từ năm 2015 cho đến tháng 8 năm 2018, tập đoàn Hòa Bình đã 13 lần gửi công văn yêu cầu tập đoàn FEC thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Đây là những chứng cứ quan trọng xác định trách nhiệm trực tiếp nghĩa vụ thanh toán của tập đoàn FEC với tập đoàn Hòa Bình. Đại diện của tập đoàn Hòa Bình nhiều lần khẳng định tại tòa rằng số nợ được xác lập chứ không đàm phán. Tuy nhiên, hội đồng xét xử lại nhận định theo hướng chưa thống nhất giữa hai doanh nghiệp, không đánh giá về các chứng cứ nêu trên dẫn tới bản án bị sai lệch. Phiên tòa vào ngày 30 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy phán quyết buộc báo điện tử Giáo dục phải gỡ bài viết và xin lỗi công khai và đền bù tập đoàn FEC. Phán quyết của tòa được giới chuyên gia đánh giá là vô căn cứ. Trong một diễn biến mới nhất, vào hôm 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ kiện giữa công ty cổ phần tập đoàn FEC và báo điện tử Giáo dục Việt Nam, nay là tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ra xét thử xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bị đơn, tức là tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Tại tòa, tập đoàn FEC giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giữ nguyên án sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của tập đoàn FEC đối với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, buộc tạp chí phải đăng các bản lời cải chính xin lỗi trên báo chí. Buộc tạp chí phải bồi thường cho tập đoàn FEC số tiền hơn 14 triệu đồng. Và dư luận cho rằng, một lần nữa, phiên tòa lại đưa ra phán quyết không hợp lý, gây bức xúc trong công luận. Là một trong những tập đoàn được nhiều người ví lớn mạnh và rất nhanh như thánh gióng của Việt Nam, bên cạnh những nghi vấn về quá trình phát triển thần kỳ với những dự án trên những khu đất trọng điểm ở khắp cả nước, và phía sau có thể là có những bàn tay tiếp tay của quan chức của Việt Nam. FC cũng liên tiếp gặp phải những lùm xùm xung quanh việc đảm bảo quyền lợi của các khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Nhưng liên tiếp, những vụ việc trong những năm vừa qua của FEC đã khiến dư luận phải đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp này có còn tồn tại được bao lâu hay FEC đã quá lớn để có thể sụp đổ và đổ vỡ, vì nếu doanh nghiệp này phá sản thì chắc chắn sẽ kéo theo những hệ lụy kinh hoàng có thể cho hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, vì những đầu tư của công ty này đã là quá lớn và đã ăn sâu vào trong
nhưng liên tiếp những vụ việc trong những năm vừa qua của tập đoàn FEC đã khiến dư luận phải đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp này có còn tồn tại được bao lâu hay FEC đã quá lớn để có thể sụp đổ. Bởi sự sụp đổ hoặc đổ vỡ của nó chắc chắn sẽ kéo theo những hệ lụy kinh hoàng cho thể chế cộng sản ở Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020 với bản tin FEC Trịnh Văn Quyết bị đòi nợ, đòi nhà. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.